Rồi. Bài hôm nay, bài 16, bài này khá là dài và nhiều cái để lưu ý. Lúc mà mình học cái NSM này á, mình cũng lướt qua thôi tại nó gần cuối rồi, mà mấy bạn biết là mấy bài gần cuối mình hay có cảm giác là mình muốn lướt cho nó lẹ. Nên chỉ có đọc lướt qua chắc được 2 lần, thì khi mà đọc lướt như vậy mình sẽ không nhớ được nhiều. Và không có khi mà không nhớ được, bởi vì mình cũng không hiểu nó đủ sâu á, thì mình sẽ không nhớ được thông tin trong cái bài tập bài học này. Nên nội dung này các bạn nên note lại để cố gắng hiểu, càng sâu vào từng cái đối tượng thì mình sẽ càng nhớ được kỹ hơn về cách training cho đối tượng này ha. Bữa hôm nay đầu tiên chúng ta tìm hiểu là về liên quan đến lứa tuổi trong tập luyện. Thì bình thường tới lứa tuổi khỏe nhất á, sẽ dao động từ tuổi teen cho đến khoảng 25 và dưới 30, 25, 27, 28 gì đó là cái lứa tuổi gọi là khỏe nhất trong cái giai đoạn thanh xuân. Và cái giai đoạn gọi là đỉnh cao optimal, tối ưu được năng lực á, là dao động khoảng từ 20 là đỉnh cao. Tuổi đó là 20, 20 cho đến 23, 24 gì đó. Nhiều người mà tập luyện kéo dài lâu được thì có thể lên được tới 25, 27. Thì vậy lúc 20 tuổi các bạn làm gì? Lúc 20 tuổi các bạn có tập luyện gì hay không? Ai có kinh nghiệm gì không? Lúc 20 tuổi ai có từng đã kinh nghiệm tập luyện như thế nào? Nghĩa là sao vậy anh? À, nghĩa là trong giai đoạn tuổi của mình á, thì cái tuổi 20 á là cái tuổi mà cái mặt thể chất á nó phát triển toàn diện nhất và tối ưu được cái năng suất vận động nhất. Thì các bạn có đã tận dụng được trong cái lứa tuổi 20 của mình hay chưa? Những ai 20 tuổi hoặc là ai đã hơn 20 tuổi cho kinh nghiệm. 20 tuổi Em đang 20 tuổi. Sao? À, Ly đi, Ly 20 tuổi hả? Vậy Vâng ạ. tập luyện được bao lâu rồi? Em tập được 2 năm rồi. À, 2 năm là tập từ 18. Ok. Và Duyên. Thì em tập từ năm 2019 ạ. Giữa À, năm 2019 ạ. ok. Giữa năm 2019 mà tới nay thành KOL cũng hay Còn một hành trình dài nha. ha. Duyên tập từ bao giờ? Duyên tập cũng cỡ đó, yoga với bơi lội. À. Trước đó, trước 20 tuổi thì các bạn có chơi thể thao gì thường xuyên hay không? Hay là hầu như là học? Trước thì em có tập ở nhà với cả thi thoảng mùa hè thì hay đi bơi ạ. À. Đó. Thì Chứ còn không có môn thể thao gì đặc biệt. ok. Ở ở Việt Nam mình á thì người ta lại không có chú trọng lắm về việc phát triển thể chất cho trẻ em trước trong độ tuổi dậy thì á. Nên không có tối ưu được khả năng vận động cho trẻ, trừ những cái một số gia đình kiểu à con ta thích tập môn này môn kia thì ta đầu tư. Thì trong cái về mặt tuổi tác á, có hai đối tượng mình cần quan tâm. Đó là dưới 20, gọi là tuổi nhỏ, trẻ em đến thanh thiếu niên á, là người ta xác định là khoảng từ 12 cho đến 20. Và độ tuổi người cao tuổi senior có thể khoảng U60 trở lên. Thì là hai đối tượng người ta trong NSM chia ra làm về cái mặt tuổi tác mình cần quan tâm. Thì theo các bạn á, những người mà trẻ em á, người ta sẽ tập cái gì? Người ta sẽ tập cái gì? Có tập phát triển cơ dao bự không? Theo em thì trẻ em thì vẫn tập được theo cái chương trình của NFEM theo cái mô hình OTP, nhưng mà nó sẽ nhấn mạnh vào cái tầng 1, tầng 2 với cả tầng 5 nhiều hơn ạ. À, ok. Rồi, có ai có ý kiến nào nữa không? Em nghĩ là phát triển kỹ năng vận động, chuyển động cơ thể Ok. hơn là tập tạ. Tập trọng tâm thăng bằng. Đúng rồi. Đó, thì tuổi trẻ mấy đứa nít đó, thì nó đang tuổi phát triển, thì cái mà cần tập trung cho nó là khả năng vận động.
khả năng vận động, khả năng thăng bằng, phối hợp cơ thể, rồi phản xạ, tốc độ để phát triển toàn diện. Chứ nó lúc này thật sự không phải là thời điểm tối ưu để mà nó tập phát triển cơ bắp, kích thước hay là sức mạnh tối đa gì hết, mà là về ưu tiên về vận động trước và kiểm soát hệ thần kinh cơ. Không? Đó là đối tượng trẻ em từ 12 đến 20. Và trong đó có giai đoạn dậy thì đó, thì đến 20 người ta mới cho là gọi là hoàn thành cái giai đoạn dậy thì đó, mới phát triển đầy đủ. Phát triển cơ thể đầy đủ thì lúc này, nếu mà được đầu tư ngay từ lúc 12 hay 15 tuổi cho đến khi mà họ đạt đến 20 tuổi á, thì đã qua ví dụ 3 hoặc 5 năm tập luyện liên tục, thì lúc này những người đó, đây là lý do tại sao những nước mà phát triển á, họ đầu tư cho con trẻ rất là sớm, từ 12, 15 tuổi, 13 tuổi là cho tập thể thao chuyên nghiệp để có một cái nền vững, nhất là Trung Quốc á, để khi mà họ đạt đến cái tuổi 20 đến 23 chẳng hạn, thì vận động viên của họ dễ giành huy chương hơn, tại vì họ đã có nền móng rất là chắc rồi và tận dụng được cái tối ưu về mặt sinh lý, về mặt thể chất cho cái độ tuổi đó ha. Nên sau này giống như bây giờ mình đã qua tuổi rồi, thì sau này ở đây không phải là 12 mà là 6 đến 20 ha. Sorry, 6 đến 20 độ tuổi trẻ em, 6 đến 20 thì tức ở đây rất là sớm. Thì sau này nếu các bạn có con á, thì trong giai đoạn này các bạn cũng giống như là biết từ 6 tuổi trở lên nó có thể bắt đầu tham gia vận động nhiều rồi, thì không cần phải cứ cho suốt ngày ở nhà học hoài, thì kết hợp vừa học vừa tập luyện, vừa tham gia giải trí, đi chơi ở ngoài môi trường đó. Hoặc là thích chơi môn thể thao nào đó thì đầu tư cho nó chơi, tại vì cái tuổi trẻ được cái là có sức, có năng lượng, có thể chất, nhưng mà không có tiền, không có ai đầu tư hết, không có ai chỉ dẫn phải làm sao hết. Thì khi các bạn biết thì sau này mình có thể tư vấn cho khách hàng, cho con cái của họ, hoặc là thậm chí là cho người trong gia đình, cho em út của mình vậy hả? Đó. Rồi. Trẻ em thì tập luyện khoảng mỗi buổi tập á, và trẻ em á, nó tại vì họ sẽ không tập hướng về phát triển cơ, nên chúng ta tức là sẽ không phát triển con đường số 1, không phát triển con đường số 2, mà chúng ta sẽ tập nhiều thiên về con đường số 3, con đường aerobic, về sức bền, về khả năng chịu đựng, stamina, endurance của trẻ em. Cái đó cần thiết hơn. Rồi, mỗi buổi tập kéo dài thường nên khoảng 60 phút. Và một cái nữa là đối với trẻ em, cái khó, ví dụ như độ tuổi từ 6 đến 12 đi, sẽ rất là khó để tạo cho nó có cái động lực để nó tập, tại vì nó không có mục tiêu gì để gọi là hình thể đẹp hết trơn á. Nên các buổi tập của con nít á, phải vui bằng những cái như là tập agility, tập nên người ta hồi xưa mình hay có tổ chức trò chơi này kia nọ để cho trẻ em nó vận động, nó chạy rượt bắt với nhau chẳng hạn, đó là cũng là một hình thức tập luyện đó. Thì quan trọng là lúc con nít nó vận động nhưng nó vẫn vui và nó duy trì được cái thói quen vận động đó của nó. Nên sau này kiểu người ta tổ chức những chương trình như là gọi là gì ta, mình không nhớ rõ tên, nhưng mà kiểu mùa hè xanh, mùa hè không phải mùa hè xanh mà là mùa hè cho mấy đứa trẻ nó đi làm những công việc giống như bộ đội vậy đó, để vận động, để tập cắm trại, tập leo núi, tập này tập kia. Đó cũng là một hình thức cho trẻ vừa học kỹ năng vừa vận động. Rồi, khác biệt giữa trẻ em và người lớn, mặc dù ở đây nói là nền tảng về, rồi mặc dù trẻ em và người lớn trải nghiệm, cái trải nghiệm của cả hai đối tượng người lớn và trẻ em đối với các loại bài tập đều như nhau, tức là đều thấy mệt, đều thích thú hay không thích thú, đều thấy giãn cơ hay không giãn cơ hay kia nọ. Nhưng mà cái khác ở đây là cái sự phản hồi về cơ bắp, cái sự đáp ứng của cơ thể. Giống như bây giờ một con đứa con nít thì nó sẽ không thể nào, tại vì giống như tuyến hormone testosterone của nó chưa phát triển đầy đủ, thì bây giờ nó có nâng tạ,
bao nhiêu thì cũng sẽ không phát triển cơ tốt bằng người lớn được ha, và nó cũng sẽ không đủ thời gian để phục hồi, chẳng vậy, nó không có đủ yếu tố để phục hồi cơ bắp, nên sẽ ưu tiên tập những cái về thể chất, về vận động nhiều hơn. Tiếp theo, rồi ở mỗi một đối tượng này á, mình sẽ đối với ai muốn thi chứng chỉ thì nên nhớ những cái bảng trong này, tại vì nó đã tóm lược hết các nội dung liên quan đến từng đối tượng để chúng ta dễ hình dung nhất, dễ hiểu nhất. Ví dụ như đây, đối với đối tượng trẻ em về sinh lý, liên quan về sinh lý thì chúng ta sẽ xem xét về yếu tố VO2 max peak thì so với người lớn như thế nào, so với trọng lượng cơ thể, rồi tập luyện của trẻ em so với tập luyện của người lớn khác nhau như thế nào, rồi nếu phát triển về sức khỏe và fitness, còn bên cái cột cuối cùng là phát triển về kiểu vận động viên á. Đối với những đứa trẻ mà tham gia những bộ môn thể thao cụ thể thì sẽ tập luyện cường độ có thể cao hơn, nhưng mà cao ở mức bao nhiêu ha. Ví dụ ở cái dòng đầu tiên là VO2 max thì chúng ta sẽ tập luyện ở ngưỡng endurance. Endurance là dao động khoảng 65% VO2 max, nhịp tim 65% ở đó để duy trì sức bền. Rồi đối với về việc phát triển sức khỏe thì ở đây mỗi buổi tập hồi nãy cũng có nói là dao động khoảng 60 phút và hầu hết có thể tập luyện mỗi ngày, có thể tập mỗi ngày. Phát triển về các hoạt phát triển về appropriate activity, nhấn mạnh những cái gọi là hoạt động hàng ngày đó cho nó phù hợp, giống như là làm sao kết hợp vận động trong lúc tập gọi là functional á, để nó có thể kết hợp vô cuộc sống hàng ngày. Ví dụ nó biết như thế nào tư thế đúng, như thế nào là ngồi giữ lưng thẳng, rồi nhấc vật nặng như thế nào cho an toàn chẳng hạn, như vậy dạy cho từ lúc còn nhỏ. Còn đối với những đứa mà tập thể thao, có chơi thể thao đã, gọi là người ta gọi là specialize, tức là chọn một môn thể thao nào để chơi, thì khi đối với đối tượng này chúng ta cũng có tăng tiến, cũng có tăng tiến cho đối tượng trẻ em, nhưng mà chúng ta sẽ tăng tập trung ở volume, mình không có tăng intensity ha, mình không có tăng nặng, mà là mình tăng thời gian có thể kéo dài hơn, mỗi lần tăng khoảng 10%. Ví dụ như tuần đầu tổng thời gian tập của các em đó là 200 phút, thì qua tuần thứ hai chúng ta sẽ tăng thêm 20 phút nữa trên tổng lượng thời gian là 220, trước khi chúng ta muốn tăng cái intensity, cái độ nặng hay độ khó của bài tập lên. Rồi thứ hai ở đây là nhu cầu oxy so với người lớn khi chạy và khi đi, khi chạy và khi đi. Rồi khả năng của trẻ em là sẽ nhanh mệt hơn so với người lớn, bởi vì nó sản xuất ra nhiệt nhanh hơn, đặc biệt là đối với những cái hoạt động mà cường độ cao, tức là bắt nó chạy bứt tốc, chạy nước rút hoặc là nâng vật nặng gì đó, nó không thể nâng lên xong nó giữ lâu hoặc gì được ha. Và ở đây nói qua một xíu về cái nhiệt độ, thì tất cả mọi thứ khi hoạt động á đều sinh nhiệt, đều có sinh nhiệt và gọi là năng lượng tiêu hao á. Thì cơ thể chúng ta hoặc là một chiếc xe máy hoặc là một cái gì đó, ví dụ chiếc xe là dùng để chạy, hoặc là cái quạt là dùng để quạt cho nó mát, nhưng mà cả chiếc xe và cái quạt khi nó hoạt động nó đều sinh ra nhiệt, và cái đó là năng lượng bị tiêu hao, gọi là hao phí, nó không mang lại lợi ích gì cho cái mục đích của cái món đồ đó hết. Thì cơ thể chúng ta cũng vậy, cơ thể chúng ta khi vận động cũng sinh nhiệt, mà khi sinh nhiệt đến một mức cao vượt ngưỡng chịu đựng á, nó gọi là có một cái điểm điều nhiệt, khi vượt quá cái ngưỡng đó thì những cái hoạt động trao đổi chất trong cơ thể có thể sẽ bị dừng hoạt động, nên và tế bào sẽ không có thể phục hồi được. Thì đặc biệt là đối tượng ở trẻ em á, ở đây người ta có nói trẻ em rất là dễ sinh nhiệt, nên sẽ kỵ tập luyện ở môi trường nắng nóng,
và độ ẩm cao. À, nắng nóng và độ ẩm cao ha. Tại sao độ ẩm cao lại không phù hợp? Có bạn nào hình dung được không? Nắng nóng thì hiểu rồi ha, tại vì cơ thể nó cũng sinh nhiệt cao, mà tập giữa nắng nóng nữa thì sẽ không hoạt động tốt, hiệu quả. Vậy tại sao độ ẩm cao cũng không được? Ai có ý kiến không? Quyền có ý kiến không Quyền? Em nghĩ là do cái mức độ hấp thụ oxy của... À, mức độ hấp thụ oxy. À, vậy nè. Vậy nè. Khi độ ẩm cao á, ví dụ anh chưa ra ngoài Bắc nhưng mà anh có nghe ngoài Bắc nó có một cái không khí gọi là nồm á. À, nồm tức là nhiệt độ thì cao và độ ẩm cũng cao luôn, phải không? Nhiệt độ thì cũng không hẳn là cao nhưng mà kiểu như là nó bình thường ấy ạ, nhưng mà độ ẩm thì rất là cao ạ. Ờ đúng rồi, đó. Thì khi mà trong trạng thái đó chúng ta sẽ luôn cảm thấy người chúng ta bức bối, khó chịu. Và người rồi, nó cũng người cũng sẽ kiểu có một lượng mồ hôi đổ lên toát ra nhưng mà rất là bức bối khó chịu. Vì sao? Vì độ ẩm quá cao. Độ ẩm cao á, ví dụ nhiệt độ cao đi thì mồ hôi nó bốc hơi được, nhưng khi độ ẩm cao á không có điều kiện để mồ hôi bốc ra ngoài, hiểu không? Nên cái lớp mồ hôi, lớp nước đó vẫn đọng bên ngoài da, làm cho nhiệt bên trong cơ thể có sinh ra nữa cũng không thoát ra ngoài được, nó không làm nguội cơ thể được nữa, các bạn hiểu không? Nên độ ẩm cao nó cũng ảnh hưởng đến cái khả năng gọi là tiêu hao nhiệt, gọi là chuyển giao nhiệt ra bên ngoài môi trường đó. Đó là ví dụ ở ngoài Bắc tập luyện với trẻ em, lưu ý cái đó. Đối với độ ẩm cao không nên cho nó tập quá lâu hoặc là quá nặng gì đó ha. Rồi, vậy liên quan về sức khỏe và fitness thì nên chọn các bài tập ở cường độ trung bình hoặc là từ trung bình đến khó, từ trung bình đến khó tùy theo độ tuổi ha, và tổng thời gian khoảng chừng 60 phút cho 3 buổi một tuần hoặc là hơn 3 buổi một tuần. Đối với là cường độ trung bình thì chúng ta tập 60 phút từ 3 buổi trở lên, 3 đến 5 hoặc là 3 đến 6 gì đó. Hoặc là chúng ta có thể đối với cường độ cao á, tập luyện cho thi đấu mấy giải phong trào chẳng hạn thì chúng ta cho tập 3 buổi một tuần thôi, không có quá khó, phải cho thời gian nghỉ ngơi, đúng không? Rồi. Rồi, intensity aerobic, anaerobic exercise. Rồi, nếu như cho tập luyện về power, ví dụ có một số em sẽ chạy việt giã hoặc là cho đá banh, tập đá banh này kia nọ, chơi mấy môn thể thao cường độ cao mà có gọi là về thiên về power, thì power chúng ta cũng biết là chạy hệ năng lượng số 1 về anaerobic ha. Anaerobic nè, nó không phải là sức bền. Thì đối với tập luyện những cái này á, hướng với các em là tập luyện kiểu bùng nổ thì nên kết hợp tập và nghỉ luân phiên, tập và nghỉ luân phiên. Giống như mình tập HIIT á thì các em cũng sẽ tập giống vậy, nhưng mà cường độ các em sẽ thấp hơn. Nhưng mà tức ở đây người ta nhấn mạnh là nên cho cái thời gian nghỉ luân phiên giữa cái thời gian tập thường xuyên, tần suất thường xuyên để cho khả năng phục hồi của trẻ em tốt hơn. Rồi, tiếp theo, dòng tiếp theo, glycolytic enzyme là khả năng ly giải đường. Đây là con đường số 2. Khả năng ly giải đường của trẻ em thấp hơn so với người lớn, vì vậy sẽ kiểu bị mỏi cơ nhanh hơn so với người lớn. Con đường số 2 là tập luyện kiểu thể hình, nên sẽ một bài tập sẽ không thể duy trì cao hơn một cái vận động liên tục không có cao hơn 90 giây, là 1 phút đến 1 phút rưỡi thôi. Ở đây là 10 giây đến 90 giây. 1 phút 10 giây đến 90 phút 90 giây. Đối với những cái hoạt động cường độ trung bình và cao, high intensity nè. Đối với tập luyện kháng lực. Ok, tập luyện kháng lực, các em cũng có thể tập luyện kháng lực để duy trì cơ bắp nhưng mà không quá nặng. Thì sắp xếp lịch tập như thế nào? 1 đến 2 set. Chọn 8 đến 10 bài tập và dao động từ 8 đến 12 rep. 8 đến 12 rep thì ở đây là volume trung bình. Volume trung bình, không quá cao cũng không quá thấp. Cường độ trung bình. Rồi. Ở đây người ta cũng có nói khi tập luyện kháng lực thì nhấn mạnh vào tập luyện kỹ năng và kiểm soát chuyển động. Không nhấn mạnh vào tăng mức tạ mà nhấn mạnh vào chuyển động và kỹ thuật.
là chính. Nên ví dụ như những động vận động viên mà cử tạ hoặc là thể dục dụng cụ hoặc là bất cứ môn nào, lấy ví dụ như ở Trung Quốc họ sẽ tập luyện từ rất nhỏ, 10-12 tuổi là họ tập 3 năm, 5 năm chỉ tập kỹ thuật thôi. Cái lứa mà khoảng 15 tuổi, 13 tuổi nó sẽ tập kỹ thuật trong vòng 5 năm. Sau đó đến 18-20 tuổi nó mới đầu nó tăng tạ dần. Thật ra nói tập kỹ thuật thì nó cũng sẽ có tăng tiến, nó cũng sẽ tăng được cái sức chịu đựng lên, và cái chính là nó được thời gian tôi luyện lâu với những cái kỹ năng đó nên cái motor unit của nó rất là mạnh. Nên các bạn có thể thấy là hầu hết những môn thể thao lúc nào cũng có Trung Quốc đạt giải hết. Đó là do họ đầu tư rất là sớm và họ tận dụng được cái thời điểm tốt. Rồi, về cái repetition, không nên quá 8. Repetition should not exceed, không nên hơn 8. Để phát triển sức mạnh và không nên quá 20 rep để phát triển sức bền. Rồi, về repetition, không nên quá 8 để phát triển sức mạnh, không nên quá 20 để phát triển sức bền. Rồi, cuối cùng là khả năng gọi là điều nhiệt cơ thể, thoát mồ hôi á, sẽ bị giảm tùy theo môi trường, đặc biệt là ở môi trường nóng và môi trường ẩm cao. Rồi, nên tập luyện 2 đến 3 ngày một tuần, 30 phút mỗi lần. Cái này là thời gian tập riêng, không quá bao gồm warm up và cool down. Oh my god. Ok. Cái cột, các bạn nhớ là đối với cột thứ 3 này á, là cho đối tượng trẻ em phát triển về thể chất bình thường thì tập như đây thôi. Đó, theo những cái cột này. Còn bên này là có chơi thể thao hoặc là sau này có đào tạo kiểu trẻ em năng khiếu chẳng hạn, thì chúng ta lưu ý cột cuối này, tập 2 đến 3 lần một tuần. Và mình tăng dần về cái, để tránh cái việc overload, overtraining á, chúng ta sẽ tăng dần volume trước, sau đó mới tăng dần cái resistance. Rồi. Rồi. Các bạn ở đây có ai biết về cơ quan điều nhiệt không? Cơ quan điều nhiệt của cơ thể. Hôm trước đọc bài này mình mới tìm hiểu. Cái phần nóng nhất của cơ thể chúng ta, các bạn nghĩ là ở đâu? Neck ạ. Ở neck. Ok. Ở cái đó gọi là hõm neck. Người ta hay đo nhiệt độ ở hõm neck, ở dưới lưỡi và ở trực tràng. Trực tràng là ở trong hậu môn, ngay ruột già. Thì cái nhiệt độ chúng ta nóng nhất trên cơ thể chúng ta là ở phần core, phần nội tạng á, thì cái trực tràng, cái mà ngay hậu môn á, là cái điểm nóng nhất, cái điểm mà tức là cái core là nóng nhất, bắt đầu nó sẽ lan tỏa nhiệt ra hết các cơ thể, cho hết toàn bộ cơ thể chúng ta, thì cái phần trọng tâm cơ thể, nên nó mới có tên là core, giống như là lõi trái đất cũng vậy, là cái trung tâm cơ thể, là cái sẽ là sinh nhiệt cao nhất, xong sau đó mới lan tỏa ra, lan nhiệt ra. Thì cũng tương tự như chúng ta khi mà bị lạnh cũng vậy, chúng ta sẽ lạnh từ đâu trước? Lạnh từ ngón chân, bàn chân, ngón tay, bàn tay trước, xong sau đó mới lạnh tới dần dần cao lên và về trọng tâm. Tại vì cơ quan nội tạng dù cho mình không hoạt động gì hết nhưng nó vẫn luôn hoạt động ha. Cổ máy này phải luôn hoạt động liên tục nên nó phải giữ nhiệt và giữ ổn định. Và cái nhiệt độ cơ thể trung bình sẽ dao động khoảng 37 độ, 36,5 đến 37 là ở mức bình thường. Nếu cao quá hoặc thấp quá thì chúng ta sẽ không vận động được, không vận động được hiệu quả. Rồi. Tập luyện kháng lực cho trẻ em thì đối với trẻ em, tập luyện kháng lực người ta nghiên cứu cũng có tính hiệu quả và an toàn đối với đối tượng này. Sẽ giúp cái gì? Giúp hạn chế được rủi ro chấn thương so với những cái môn thể thao khác, ví dụ như đá banh, còn có football bóng bầu dục bên nước ngoài, có soccer, football hoặc là bóng rổ. Của mình ví dụ như là
kháng lực cho trẻ em. Thì tất nhiên các bạn cũng biết là squat rồi deadlift rồi chống đẩy chẳng hạn, thì những cái bài cố định ít ít có cắt góc hay là chạy nhanh hay là chuyển góc chuyển hướng đồ, nó sẽ ít độ khó hơn so với việc là cho trẻ em chơi những cái môn cạnh tranh cao như là đá banh, bóng rổ, bóng chuyền chẳng hạn, thì nó sẽ hạn chế độ rủi ro chấn thương. Nếu như trẻ em có chơi những môn đó thì nên kết hợp tập luyện kháng lực thêm để cho những cái mô liên kết, cho cơ xương khớp đồ nó chắc khỏe hơn. Rồi, hầu hết những cái chấn thương mà liên quan đến tập luyện kháng lực á là liên quan về mô mềm như là dây chằng nè, hoặc là ở dây cái gân cơ strain, tổn thương ở gân và cơ và dây chằng, chủ yếu là mô mềm. Và thường xảy ra bởi những cái động tác mà không chú trọng vào chất lượng, tức là kỹ thuật kém, poor technique, hoặc là cái việc tăng tiếng không hợp lý, tức là cái volume chúng ta không tăng mà chúng ta cứ đè vào intent chúng ta tăng, thì sẽ dễ gây chấn thương. Đó là một số cái lưu ý, note lại. Rồi. Tất cả các loại chấn thương đều có thể xảy ra đối với người tham gia hoạt động thể thao, bao gồm cả tập luyện kháng lực. Tuy nhiên, theo nhiều nghiên cứu thì tập luyện kháng lực có mang lại lợi ích sức khỏe nhiều hơn, tốt, tương đối tốt. Và thêm nữa, kể cả trẻ em và người lớn đều có thể tăng được cái lượng sức mạnh, gain strength, bởi cái việc tập luyện kháng lực. Tăng không nhiều nhưng cũng có tăng so với cái lứa tuổi của nó, và giúp cho cái việc phát triển tốt hơn. Rồi, ở đây là một số cái nghiên cứu tập luyện kháng lực đối với trẻ em mà chưa từng tập luyện nè, thì sau 8 tuần có thể thấy rõ là khả năng tiến bộ tăng được 30-40% sau 4 tuần. Và tăng cái gì nữa? Tăng được khả năng kiểm soát motor unit, motor skill, những cái khả năng vận động ha. Rồi như là chạy nè, nhảy, rồi thay đổi của chỉ số hình thể, rồi kể cả giúp xương chắc hơn. Tập luyện cho trẻ nhỏ không giúp, không biết là chưa biết là có giúp cao hơn hay không, cái đó tùy nhiều yếu tố, nhưng mà sẽ giúp cho xương chắc hơn, chắc khỏe hơn. Nếu tập kháng lực sẽ hạn chế được té ngã gãy xương chẳng hạn. Rồi đối với đối tượng này thì chúng ta cũng nên thực hiện assessment cho mấy em để biết là có bị sai lệch tư thế gì không như một khách hàng bình thường, và tập trung vào training ở phase 1, phase 2 và phase 5. Phase 5 là power, khả năng bùng nổ. Rồi. Bên cạnh đó cũng có thể kết hợp thêm tập luyện về cải thiện độ linh hoạt, flexibility và stability. Và yếu tố quan trọng nữa là nên tạo cho môi trường tập luyện an toàn và vui vẻ. An toàn và vui vẻ. Có bạn nào từng training cho mấy em nhỏ chưa? Hoặc là tập với mấy em nhỏ? Hai từng có em kinh nghiệm không? Cho bọn con tập. Rồi, điểm khó nhất khi tập với mấy em nhỏ là gì? Là kiểu như là khó chỉ chúng nó trong trường hợp chúng nó bị sai lệch ấy ạ. Ok. Đúng rồi. Kiểu như là cái khả năng thu của nó kiểu như nó kém hơn ấy ạ. Đối với trẻ em thì giống như là kiểu mấy em mình làm thì nó sẽ bắt chước theo, chứ nó cũng chưa biết kiểm soát cơ thể là như thế nào đâu. Nên bởi vậy chúng ta mới dạy cho các em là làm sao kiểm soát cơ thể của các em tốt hơn. Với lại hồi trước mình có dạy lớp trẻ em một hai lần, thì một cái khó nữa tức là một số em rất là nhiều năng lượng, vô lớp là chạy lung tung hết, xong rồi rất là khó để sắp xếp vô. Mà nếu bây giờ bắt các em làm theo quy tắc của mình á, thì lại không vui, em không muốn tập. Nhưng cuối cùng cái buổi tập làm sao các em có được cái sự vận động và trải nghiệm nó vui là coi như cái người huấn luyện viên đã thành công rồi, chứ không có hướng đến cái việc gọi là các em phải làm cái gì đó quá to lớn ha. Rồi, đó là đối tượng trẻ em.
Các bạn có thắc mắc gì về đối tượng này hay không? Ok không mọi người? Có ai có câu hỏi gì không? Tức là trẻ em thì vẫn là tập tạ và được gần như là được các bài như của mình, nhưng mà không dùng tạ hoặc là dùng với mức tạ mà nó kiểu rất là nhẹ, phù hợp với các em đúng không anh? Đúng rồi, đúng rồi. Nè, đối với trẻ em có một số điểm cần lưu ý. Đối với trẻ em lưu ý là không tập nặng, tập về phase 1, 2 là khả năng kiểm soát cơ thể nè, cải thiện sức bền cho các em nè, cải thiện sức bền. Rồi nếu có tập tạ đi, nếu có tập tạ thì đầu tiên dùng body weight, kiểm soát cơ thể xong thì mình dùng những bài như squat bằng body weight, tập chỉ mấy em chống đẩy, chỉ mấy em cách đu xài hạn giống như street workout vậy đó, calisthenics chẳng hạn vậy. Đó thì đối tượng giống như là 15, 18 tuổi thì mấy em cũng có thể tập những cái đó. Rồi và chúng ta sẽ ưu tiên tăng cái volume, tức là đầu tiên ví dụ mấy em chưa làm được thì mấy em làm được 5 cái, 6 cái. Nhưng sau đó 1 2 tuần mấy em bắt đầu tăng lên 10 cái, 12 cái chống đẩy chẳng hạn, hoặc gập bụng hoặc là plank giữ lâu hơn chẳng hạn như vậy, những bài đơn giản thôi. Đó, sau đó chúng ta có thể tăng lên cả thậm chí 15 20 rep đối với đối tượng này ha, 15 20 rep, sau đó chúng ta mới nghĩ đến chuyện là mang thêm cái này cái kia, cầm thêm cái này cầm cái kia. À, chứ chúng ta không có mục tiêu chính là hướng đến khối lượng. Rồi, lưu ý nữa là đối tượng này sẽ không tập luyện quá lâu. Tập luyện không quá lâu, dao động khoảng 1 tiếng một buổi thôi, không có bắt tập liền mấy tiếng. Nó sẽ giảm cái hiệu quả và phục hồi kém. Tập 3 đến 5 lần một tuần. Rồi. Một cái gì nữa? À, quan trọng môi trường, nhiệt độ ha, nhiệt độ môi trường và độ ẩm môi trường. Đối với những ngày mà nắng nóng hoặc là độ ẩm cao á thì nên tập và chen cái thời gian nghỉ vô cho nó phù hợp, chứ đừng có bắt tập liên tục thì sẽ bị sốc nhiệt chẳng hạn. Đó là một số ý chúng ta chốt lại khi đối với đối tượng là trẻ em ha. Rồi. Tiếp theo là senior. Senior là đối tượng người cao tuổi. Người cao tuổi. Đây là những cái khảo sát này là đều dựa trên số liệu của Mỹ, tại vì chương trình này của Mỹ. 87 triệu người, chiếm 21% dân số đang bị già hóa. Thì người già ở đây được xác định là từ 65 tuổi trở lên thì được xem là người già, người cao tuổi. Thì sẽ có những vấn đề về motility, cải thiện, tập luyện sẽ cải thiện motility, là cái gì quên mất rồi. Kiểu như chất lượng cuộc sống rồi tuổi thọ, giúp cho tuổi thọ cao hơn chẳng hạn. À, giảm nguy cơ tử vong. Những vấn đề bệnh lý. Rồi, đối tượng người già. Rồi bây giờ thử hình dung, bây giờ nếu gặp một người già, các bạn sẽ nghĩ chúng ta sẽ gặp vấn đề gì với người già? Duyên nè, vận động. À, Duyên nè, Duyên nhà có bà nè, có bác nè, hoặc có ai đó vận động không? Xương khớp nữa. À, xương khớp. Rối loạn thần kinh vận động. À, đó là thần kinh vận động. Hóa đốt sống. Ừ, thoái hóa cơ xương khớp. Rồi. Gì nữa? Não và hành động thì không thống nhất với nhau. À, kiểu như bước nhưng mà bước lên cầu thang hơn mà não thì nói bước nhưng mà chân thì không bước được, thì một té cầu thang. Rồi bên cạnh đó còn có thêm bệnh lý nữa, giống như là loãng xương, rồi viêm khớp, rồi có nhiều người sẽ bị tiểu đường, cao huyết áp này kia nọ, đi kèm với cái việc lão hóa đó. Rồi là bởi vì nhiều cái bệnh bắt đầu phát ra, xong rồi lão hóa, rồi sẽ dẫn, đôi khi sẽ dẫn đến bị dư cân, béo phì chẳng hạn vậy, thì lại càng ít vận động hơn nữa. Rồi, đó là đối tượng. Mình tắt rồi mình vào lại, xong mình sẽ đi vào đối tượng này ha. Còn có một phút thôi. Nếu các bạn có câu hỏi nào không? Các bạn có câu hỏi nào không? Ok không? Mọi người. Ok nha. Ok. Cái độ tuổi trẻ em là từ bao nhiêu tuổi? Bao nhiêu 6 đến 20. 6 đến 20. Vậy trong cái độ tuổi đó thì cũng sẽ có cái giai đoạn dậy thì đúng có rồi, chú trọng như vậy không? Cho chú... những cái đối tượng mà dậy thì á, ví dụ như tầm 15 đã bắt đầu dậy thì rồi, ví dụ như vậy. Thì sao? Người ta không có nói chú trọng vào cái đó nhiều, tại vì người ta gộp chung từ 6 đến 20 là chú trọng vào khả năng vận động.
Tại vì trong cái giai đoạn từ 6 đến 20 đó là đều đang ở trong giai đoạn phát triển cơ thể, nên sẽ